Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube channel Chiều Trần Cuộc Sống Canada tại Saskatchewan nha. Hôm nay không biết cái ngày gì á, mà trong trường của con bé lớn là kêu tất cả các em học sinh đó là học mà mặc cái áo mà có 7 sắc cầu vồng, cái áo là chúng ta gọi là rainbow á. Thì nó cũng kêu mình mặc cái áo rainbow luôn mọi người, kiếm được cái áo có cái đây chữ gáp mà có cái hình cầu vồng. Hình như nghe đâu là liên quan tới cái vấn đề về cộng đồng LGBT gì đó, thì ở Canada này đó là hôn nhân giữa những người đồng giới á, là được hợp thức hóa luôn nha, đó là hợp pháp luôn á. Trước khi đi cắt cỏ, mình có hai cái thông tin mình muốn chia sẻ đến với mọi người. Những cái thông tin này nó cũng cũ rồi, tuy nhiên đó là bữa trước mình chỉ có đăng tải trên cái tab cộng đồng community. Thì từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 thì cái lương căn bản ở Saskatchewan nó sẽ tăng lên là 13 đô một giờ, là khoảng 230.000 đồng tiền Việt đó. Thì lúc trước hiện tại là 11 đô 82, đâu đó khoảng 200.000. Thì các bạn nào mà qua bên đây đi làm á, mà lãnh lương tối thiểu á, thì nên để ý ha, tới ngày 1 tháng 10 này á, thì lương tối thiểu nó sẽ tăng lên 13 đô một giờ. Mình nhớ đòi cái quyền lợi của mình nha. Mình làm việc lại với lại người chủ á, để mình nói về cái lương tối thiểu của Saskatchewan. Thì cái lộ trình đó là năm sau, tháng 10 năm sau nó sẽ tăng lên 14 đô một giờ, và tới năm 2024 là sẽ lên 15 đô một giờ. Còn cái thông tin nữa là từ hồi tháng 3 vừa rồi đó là hai đảng lớn nhất ở Canada hiện tại là đảng Liberal với lại đảng NDP thì mới bàn nhau đưa ra một cái dự thảo về luật chăm sóc răng miệng dành cho công dân, cho người ở Canada đó. Thì cái điều kiện là thu nhập của nguyên một gia đình đó là từ 90.000 đô một năm trở xuống và chưa nhận được cái bảo hiểm về răng miệng từ công ty làm việc cung cấp cho họ. Cái dự thảo luật này á, thì hình như là chưa có được thông qua hay sao đó, hình như cũng đang xúc tiến để mà lấy ý kiến. Chi tiết á, là từ cuối năm 2022 là năm nay đó, thì trẻ em từ 12 tuổi trở xuống là sẽ được những điều khoản trong cái luật đó. Từ đầu năm 2023 thì trẻ em thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống và người tuổi. Còn từ năm 2025 á, là sẽ phổ biến cho toàn thể người dân đang sinh sống ở Canada luôn. Thì cái chăm sóc răng miệng này á, có một cái video clip trước của mình á, mình nói về cái bảo hiểm y tế ở Saskatchewan á, thì không cover cho cái phần chăm sóc răng miệng. Đó, chỉ có trẻ em từ 6 tuổi trở xuống á, thì được khám chữa một rất là hạn chế thôi. Cũng như là các gia đình mà có thu nhập thấp á, thì có thêm một số cái quyền lợi về răng miệng nhưng mà cũng ít lắm, cũng hạn chế lắm. Còn cái dự luật này á, thì nó sẽ mở rộng cái cover của cái bảo hiểm lên, tức là mình sẽ được hưởng nhiều hơn. Đó, thì hai cái thông tin mình muốn cập nhật cho mọi người, mặc dù nó cũng hơi cũ rồi nhưng mà có thể là một số các anh chị em chưa có biết. Mới cắt xong cái bãi cỏ ở phía trước gà nè, phía bên phải là của hàng xóm.
Sáng mới cắt cỏ xong cái bãi cỏ nè. Mấy cái chậu hoa vừa trước mua trong Costco và Dust Flower mỗi nơi một chút này nó nở bông quá chừng luôn. Đây mình có cái luống salad nè, vừa gieo cái hạt xong rồi này nó lên quá chừng luôn. Đó. Còn bên đây cũng salad luôn, củ cải đường, radish, có cái lá lá rau thơm. Rải cái cỏ mà cắt lên xong á, lấy cái cỏ dư á mình rải lên để nó ngăn bớt cái nước nó thấm xuống dưới đất. Nay mới cắt được nguyên một rổ rau chân vịt nè, tên tiếng Anh là spinach. Đó, cái này có thể xào ăn hoặc là nấu canh gì ăn cũng được, ngon lắm luôn á. Họ mới cắt được nguyên một rổ bạc hà. Này thêm salad nữa, cuốn bánh tráng, cuốn đậu mắm tôm. Đây salad đây. Đó. Này mới cắt được một rổ rau ngải cứu nè. Mấy cái chậu dạ lý thảo nè. Đủ màu hết. Cái cỏ mình rải lên là để nó giữ ẩm cái nước á, nó không có bị bốc hơi nước, tại bên đây nắng mùa hè nắng dữ lắm. Cái bụi hành lá này là ăn đã lắm luôn nè, cứ mỗi lần cần hành lá là chạy ra ngoài sân cắt vô nè, ngò nè. Đó, cái bữa nấu món nước ăn có hành lá với ngò ăn đã luôn. Cái cây mận của mình này nó chưa cao lắm, đợi mà nó ra hoa mà kết trái luôn thì chắc phải đợi tới con gái mà nó tốt nghiệp đại học luôn quá. Cây măng tây không có ăn mà giờ nó lên, để nó lên nó cao chắc phải hơn 1 mét rồi. Bên dưới thì mình có một cái bụi lilac, bụi hoa đó. Cái chậu treo ở hàng rào là mua trong Costco. Dạ lý thảo. Ở ngoài trước đây mình có cái cây bông hồng. Đó, đẹp quá chừng luôn ha các bạn. Mùa hè ở đây thì mình thích trồng hoa đó. Đây, nhìn nó đẹp. Rồi mùa hè mà phải có hoa có cỏ rồi đó. Đây cái chậu dạ yến thảo tím với trắng nè, phối trùng với nhau. Để đây chậu thực dược, hai chậu để trước cửa nhà. Giống như ở Việt Nam mà Tết thì hay trưng cút mâm xôi rồi dặn thọ này nọ trước nhà đó. Để mùa hè ở đây mình trưng bông, chứ mùa đông thì đâu có bông nở ngoài trời được như vậy đâu. Cho nên là chỉ có trưng mùa hè thôi. Đây mình có cái bông petunia, không biết tiếng Việt dịch là gọi là gì nữa, màu hồng, nhìn đẹp ha. Đây mấy cái cây hướng dương, cây non á, đây cái hạt nó mọc dưới đất quá trời luôn, chiếc cái bỏ vô trong mấy cái chậu nè để mốt coi tăng cho, chứ nhiều quá đâu có trồng hết được. Cái này cũng dạ yến thảo luôn và nhiều màu lắm.
Đây mình có cái bồn đựng nước mưa 200 lít nè. Hôm bữa ông đồng nghiệp ông cho mình đem về mình phải cắt ngắn cái máng sói lên trên xíu, xong rồi gắn cái máng này chỉ vào trong cái thùng đó, ở dưới có cái vòi nước luôn nè. Mình đóng cái bệ cây đó để cho nó cao lên xíu, để mà mình kê cái thùng mà mình dặn cái giò thì nước nó chảy ra được, chứ để này mà sát đất thì đâu có hứng nước trong cái thùng ra được đâu. Có cái thùng 200 lít này đựng nước mưa, nhưng mà tưới cây cũng tiết kiệm được ít tiền á, tại vì cái tiền nước ở bên Saskatoon này á là nó tính cái tiền nước mình xài đồng thời là cái lượng nước mà mình thải ra nữa, thì coi như là tính hai lần phí á, một lần là cái phí nước mình xài, phí thứ hai là cái phí xử lý nước mà mình thải ra nữa, cho nên mình hứng nước mưa là mình tiết kiệm được nhiều lắm. Hôm nay trời đẹp quá, nắng ấm, các bạn nghe cái tiếng chim hót ở xa xa luôn. Thì bên đây chủ yếu thì mùa hè thì cắt cỏ, mùa đông thì cào tuyết thôi. Hôm nay tranh thủ cắt cỏ cái sân á, sân trước sân sau, thấy nó cỏ nó cũng khá cao rồi. Mình cắt cái mức mà cái cỡ nó cũng khá là sát cái mặt đất, cho nên mọi người thấy cái cỏ nó đi sát mặt đất lắm luôn. Thì hôm nay cũng không có cái chủ đề gì đặc biệt, chủ yếu là quay lại cái cảnh mà những cái hoạt động thường nhật mà lúc mà mình làm vườn, rồi quay mấy cái hoa cảnh này nọ cho mọi người coi chơi cho biết thêm thôi. Hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo nha. Bye, take care.